có một người thầy uyên bác về tri thức và vốn sống, để lại trong lòng các thế hệ học trò biết bao bài học thú vị và cả những trải nghiệm vô giá về cuộc đời, con người. Có một nhà khoa học tài ba, tâm huyết với những đề tài, những công trình tiêu biểu cho sự phát triển của ngành xây dựng, kiến trúc nước nhà, nâng cao tầm vóc đất nước Việt Nam trên trường quốc tế. Có một nhà lãnh đạo không đạo mạo, xa vời mà luôn bình dị, gần gũi với nụ cười ấm áp, thân thiện. Đó là Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Tùng, nguyên hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên Hội đồng sáng lập Đại học Kiến trúc Đà Nẵng và nguyên là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, một con người cả đời trăn trở với những công trình, với quy hoạch đô thị Hà Nội và cả nước. Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Tùng sinh năm 1934 và lớn lên trên mảnh đất giàu truyền thống văn hóa, cách mạng tại xã Điện Phước, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Cũng chính miền quê hào hùng nhưng gian khó ấy đã hun đúc nuôi dưỡng lên ý chí quyết tâm vượt khó của người con xứ Quảng. Gia đình ông đã có thời gian sinh sống ở Nha Trang và tham gia hoạt động cách mạng, nuôi dấu cán bộ kháng chiến, trong đó có Thủ tướng Phạm Văn Đồng, trong thời gian Thủ tướng Phạm Văn Đồng trốn tù trên đường ra Việt Bắc. Trải qua những năm tháng tuổi thơ đầy cực nhọc, gian nan nhưng với ý chí và nghị lực theo đuổi con chữ tới cùng, cộng với tư chất thông minh, cậu học trò Trương Tùng quyết tâm học hết phổ thông và thi đỗ vào khoa xây dựng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 1956. Từ năm học thứ hai, ông được chọn làm phụ giảng cho các giảng viên dạy môn hình học họa hình. Học hết năm thứ ba, ông được giữ lại trường giảng dạy. Tôi được sinh ra trên đất Quảng Nam, một cái đất mà kiên cường. Sự anh dũng của quê hương đã ảnh hưởng rất lớn đến cái sự cố gắng của tôi trong học tập, nghiên cứu, giảng dạy và có những lúc cầm súng không sợ hãi. Mọi cái sự cố gắng đều nhằm vào làm cho đất nước được ngày càng lớn lên tươi đẹp. Năm 1960, sau khi hoàn thành chương trình đào tạo tại khoa xây dựng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, ông được cử sang Liên Xô học chuyển tiếp tại Trường Đại học Xây dựng Moscow trong 3 năm. Với sự không ngừng nỗ lực và cố gắng hết mình trong học tập, ông Trương Tùng tốt nghiệp với kết quả tốt và được giữ lại làm luận án phó tiến sĩ. Năm 1966, ông bảo vệ thành công luận án phó tiến sĩ với đề tài thiết kế xây dựng nhà ở công nghiệp hóa tại Hà Nội. Từ năm 1963 đến năm 1964, ông Trương Tùng chính là người đầu tiên ở Việt Nam được đào tạo bài bản về kiến trúc xây dựng nhà ở trong điều kiện hiện đại. Từ Liên Xô trở về, ông mang trên mình sứ mệnh của người lái đò thầm lặng. Phó tiến sĩ Trương Tùng được phân công giảng dạy môn kiến trúc tại Trường Đại học Xây dựng mới thành lập năm 1966. Cứ ngỡ theo đuổi ngành khoa học kỹ thuật, khó gắn liền với công việc chèo đò. Ấy thế mà cái duyên với nghề cứ từng chút một chạm vào trái tim ông, để rồi từ lúc nào không hay, ông gắn bó và yêu công việc đứng trên bục giảng của mình đến lạ. Cách giảng dạy nhẹ nhàng nhưng dễ hiểu và nhớ lâu của ông đã truyền cho nhiều thế hệ học trò những bài học hay, bổ ích và lý thú, giúp sinh viên vững vàng hơn trên con đường học tập và phát triển tài năng, khơi dậy đam mê khoa học vô hạn trong mỗi học trò. Tưởng như đã cập bến với vai trò là một người lái đò thầm lặng, nhưng tài năng và ý chí vươn xa của ông Trương Tùng đã không dừng lại. Ông khiến mọi người bất ngờ và nể phục khi vừa tham gia công tác giảng dạy, vừa giúp việc cho Văn phòng Thủ tướng và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trong việc quy hoạch thủ đô, phụ trách giải đáp các vấn đề về quy hoạch, xây dựng, tham gia góp ý, chỉnh sửa bản quy hoạch Hà Nội do chuyên gia Liên Xô vẽ trước đó. Năm 1967, nhằm nghiên cứu giải quyết nhu cầu nhà ở cho nhân dân, thành phố Hà Nội đã thành lập tổ nghiên cứu thực nghiệm nhà lắp ghép do ông Trương Tùng làm tổ trưởng. Những kiến thức học được ở Liên Xô về công nghệ lắp ghép tấm lớn trong xây dựng nhà đã được ông Tùng vận dụng linh hoạt vào công việc. Trong lúc thành phố Hà Nội rất cần nhà ở và các công trình đô thị, nhưng lại không đủ vật tư và thiết bị cần thiết cho xây dựng, thì ông Trương Tùng nảy ra ý tưởng tận dụng nguồn xỉ than bỏ đi từ các nhà máy điện để làm ra những ngôi nhà tấm lớn với thời gian xây dựng nhanh chóng và chất lượng đảm bảo, giải quyết cấp thiết nhu cầu nhà ở của nhân dân lúc bấy giờ.
Đề tài nghiên cứu nhà lắp ghép tấm lớn đầu tiên ở miền Bắc do Phó Giáo sư Trương Tùng phụ trách, thực hiện từ năm 1970, đã giúp ích lớn cho Hà Nội trong việc giải quyết nhà ở và hình thành các khu nhà ở tập thể lắp ghép đầu tiên của thủ đô như Kim Liên, Trung Tự, Giảng Võ. Sản phẩm đầu tiên của đề tài này là ngôi nhà lắp ghép 3 căn hộ 2 tầng tại khu tập thể của Trường Đại học Xây dựng thuộc phường Bách Khoa, được xây dựng năm 1970. Ông Trương Tùng cùng nhóm nghiên cứu chỉ mất 2 tuần để xây xong một ngôi nhà lắp ghép 2 tầng tấm lớn đầu tiên bằng vật liệu sẵn có ở Hà Nội, trong điều kiện trang thiết bị thi công thiếu thốn nhưng vẫn đảm bảo chất lượng tốt. Trong quá trình xây dựng các khu nhà ở lắp ghép, đã có nhiều đoàn cán bộ đến tham quan. Đặc biệt khi công trình đầu tiên hoàn thành, đoàn tham quan của Tổng Bí thư Lê Duẩn và Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã đến tham quan và đánh giá cao kết quả nghiên cứu của nhóm Phó Giáo sư Trương Tùng. Ưu điểm của các khu tập thể áp dụng công nghệ xây dựng lắp ghép tấm lớn là thời gian xây dựng nhanh, chất lượng ổn định, đáp ứng nhu cầu của nhân dân và đảm bảo giặc bắn phá đến đâu, ta xây nhà đến đó. Một nhà 4 tầng, diện tích ở là 1.260m², chỉ lắp chưa đầy 4 tháng là xong. Còn với phương pháp cổ truyền phải tiến hành xây dựng hàng năm. Trong quá trình thực hiện, những ngôi nhà lắp ghép ngày càng được hoàn thiện và trong nhiều năm trước thời kỳ đổi mới, những kiểu nhà lắp ghép đã đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện điều kiện sinh hoạt, đáp ứng một phần nhu cầu nhà ở cho người dân Hà Nội và những người từ địa phương về đây làm ăn sinh sống lúc bấy giờ. Sướng quá, quá sướng. Thì hai căn hộ tôi là được gần 80 thước. Cái thứ nhất là thay đổi ngay cái cuộc sống. Chợ búa, ăn uống, nấu nướng, nó sạch sẽ như vậy nữa. Bây giờ nó nói chung là hồi đó là coi như là mình thấy quá hạnh phúc. Đến nay, một số khu nhà lắp ghép ngày nào đã được cải tạo hoặc phá đi xây mới. Nhưng những đóng góp của Phó Giáo sư Trương Tùng cùng với nhóm nghiên cứu vẫn góp phần tạo nền móng cho phương pháp thi công nhà lắp ghép hiện đại ngày nay. Mở đầu chiến dịch giải phóng miền Nam, ông Trương Tùng được cử đi B. Sau khi giải phóng miền Nam, ông làm quân quản ở Sài Gòn và làm hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đó, ông đã bắt tay vào việc cải thiện cơ sở vật chất của trường. Thầy hiệu trưởng đầu tiên của trường kiến trúc sau giải phóng. Và lúc đó thì đội ngũ nhà trường rất là mỏng. Hầu hết các thầy, cô mà và kể cả một phần cán bộ công chức của nhà trường lúc đó thì người ta đều ra đi vì những các cái lý do khác nhau. Thế do đó mà cái đội ngũ bổ sung từ ngoài Bắc vào thì chưa kịp. Giai đoạn của thầy Tùng là có thể gọi là giai đoạn khó khăn nhất của trường Đại học Kiến trúc Sài Gòn ngày xưa và trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Do đó mà thầy được cái đội ngũ cán bộ công chức nói chung mà nhất là số các thầy các cô và cán bộ công chức mà tại chỗ của trường Sài Gòn cũ thì rất là kính trọng. Để có đội ngũ kiến trúc sư kịp thời phục vụ cho công cuộc xây dựng miền Nam sau chiến tranh, trong 3 năm làm hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1976 đến năm 1978, ông Tùng chủ trương đào tạo nhanh, vừa học vừa làm. Sau 3 năm học tập, sinh viên ra trường sẽ đi làm thực tế từ 1 đến 2 năm trở lên, rồi quay trở lại trường học bồi dưỡng thêm để được cấp bằng kiến trúc sư. Cách làm này đã giúp giải quyết tạm thời bài toán về thiếu hụt nguồn nhân lực kiến trúc sư, đồng thời cũng để cho đội ngũ kiến trúc sư trẻ có thêm những kinh nghiệm thực tế. Đối với Phó Giáo sư Tiến sĩ Kiến trúc sư Trương Tùng thì là người có thể nói rằng là cùng tiếp quản cái Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh với các thầy sau khi mà đất nước được thống nhất vào năm 1975. Vai trò của thầy Trương Tùng lúc bây giờ thì rất là lớn, là ổn định và vận hành cái nhà trường. Thầy đã đóng góp rất là nhiều cho cái việc là định hướng vấn đề cái chương trình cũng như là cái nội dung đào tạo lúc bấy giờ. Rồi đối với các thầy tiếp nối sau này, mỗi một cái giai đoạn các thầy đã đóng góp rất là lớn cho cái sự phát triển của nhà trường. Từ một cái trường lúc bấy giờ là đào tạo ít ngành, vỏn vẹn chừng 3 ngành thôi. Thì ngày nay thì đối với trường đã đào tạo là được 14 ngành. Từ những cái ngày mà trường chỉ có một cái cơ sở là ở 196 Baxter, thì ngày nay trường có 5 cơ sở, không chỉ ở Thành phố Hồ Chí Minh mà còn ở Thành phố Đà Lạt
và thành phố Cần Thơ là ba cái thành phố lớn ở phía Nam. Năm 1979, ông Tùng trở lại Hà Nội công tác tại Tổng cục Xây dựng Nhà ở và là Viện trưởng Viện Nhà ở Hà Nội, được thành lập năm 1976, nay là Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc Hà Nội. Bằng tài năng và kinh nghiệm của bản thân, ông được đề bạt giữ cương vị Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, phụ trách các vấn đề về quy hoạch xây dựng, an ninh trật tự trong 3 khóa liên tiếp từ năm 1985 đến năm 1993. Trong thời gian này, ông đã tập trung vào công tác xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị, tập trung làm đường, điện, cấp nước và thoát nước, chỉnh trang bộ mặt thủ đô. Các tuyến đường Hà Nội, Hà Đông, Hà Nội, Hà Tây, đường Vành Đai 1, đường Vành Đai 3 có một phần công sức lớn của Phó Giáo sư Trương Tùng. Quy hoạch Hà Nội thì nó thay đổi rất nhiều, từ cái thủ đô bé thôi, sau này diện tích mở ra. Và như vậy cái nhu cầu về cuộc sống của nhân dân Hà Nội mỗi ngày nó một phát triển. Và từ cái chỗ là cái nền kinh tế của mình cũng gặp nhiều khó khăn cho đến lúc hòa bình lập lại và thống nhất đất nước thì nhiều cái việc trong kiến trúc và quy hoạch nó đã ra. Thì anh Trương Tùng phải nói là người lãnh đạo chỉ đạo và đóng góp rất nhiều công sức từ quy hoạch về kiến trúc, về giao thông, về hạ tầng. Hết nhiệm kỳ Phó Chủ tịch thành phố, ông Tùng được cử sang làm đại sứ ở Ukraine. Ông chính là đại sứ đầu tiên của nước ta ở quốc gia này. Nhiệm kỳ từ năm 1993 đến năm 1997, tại Ukraine, ông đã tiến hành xin đất và cũng chính là người thiết kế xây dựng đại sứ quán đầu tiên của Việt Nam tại Ukraine. Năm 2006, ông là thành viên hội đồng sáng lập Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng. Hiện tại, mặc dù tuổi đã cao nhưng ông vẫn tham gia vào công tác đào tạo cũng như hướng dẫn luận án cho các nghiên cứu sinh tại ngôi trường này. Ở Việt Nam của mình thì có hai đồng, có hai trường đại học kiến trúc là Đại học Kiến trúc Hà Nội và Đại học Kiến trúc Sài Gòn. Thế còn cái vùng miền Trung và Tây Nguyên thì chúng tôi nhận thấy là cần phải có một cái trường, vì cái đất nước chúng ta dài. Nếu mà học sinh miền Trung và Tây Nguyên là phải ra học kiến trúc ở Hà Nội hoặc là vào Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh thì quá xa. Lúc đấy thì là có anh Phạm Phi Chức, bây giờ là Chủ tịch Hội đồng Quản trị đấy. Rồi thì anh Phan Kỳ Phùng, anh Nguyễn Tấn Quý, một số anh em và anh Trương Tùng và tôi thì quyết tâm là thành lập cái trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng. Từ tháng 11 năm 2006 đã qua gần 20 năm thì cái trường cũng đã đi vào hoạt động có nề nếp, đào tạo được một cái đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng. Và bên cạnh đó cũng có một số ngành khác. Với kinh nghiệm thực tế về quản lý quy hoạch kiến trúc Hà Nội trong hàng thập kỷ cùng với tài năng hội họa của mình, năm 2009, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Tùng đã tiến hành vẽ 74 bức tranh về các công trình kiến trúc của Hà Nội qua nhiều thời kỳ lịch sử, trong đó có những công trình đã không còn tồn tại để trưng bày tại Trung tâm Triển lãm Tràng Tiền, giúp người xem có thể hình dung rõ nét hơn về một đô thị Hà Nội qua các giai đoạn lịch sử. Từ thành công của triển lãm này, năm 2010, ông tiếp tục hoàn thiện những tác phẩm khác để triển lãm tại thành phố Hồ Chí Minh chào mừng kỷ niệm Thăng Long Hà Nội tròn 1.000 năm tuổi, nhằm giới thiệu cho những người dân ở mảnh đất phương Nam có nhu cầu và mong muốn tìm hiểu về thủ đô ngàn năm văn hiến. Có lẽ đối với ông, tình yêu dành cho khoa học chưa bao giờ vơi cạn, bởi nay dù đã ngoài 80, nhưng ông vẫn miệt mài làm việc, tham gia các hội chuyên ngành, trưởng ban khoa học câu lạc bộ Thăng Long Hà Nội với nhiều đóng góp đáng ghi nhận. Câu lạc bộ Thăng Long là một cái tổ chức quần chúng do Thành ủy Hà Nội tổ chức. Trong 45 năm hoạt động đấy thì câu lạc bộ đã đạt được nhiều thành tích và được thành phố đánh giá rất cao. Trong đó có sự đóng góp của bác Trương Tùng. Bác Trương Tùng là nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đã tham gia ban chủ nhiệm câu lạc bộ được hơn 20 năm. Và bác là một trong những ủy viên ban chủ nhiệm phải nói là tận tụy, say mê và có rất nhiều đóng góp cho câu lạc bộ. Cho đến nay bác vẫn tiếp tục là đóng góp, vừa trực tiếp tham gia những cái hoạt động về lãnh đạo chỉ đạo của ban chủ nhiệm câu lạc bộ. Chính bởi những đóng góp này mà ông đã được Đảng, Nhà nước trao tặng huân chương độc lập hạng nhì, huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, huy chương vì sự nghiệp khoa học và công nghệ, danh hiệu chiến sĩ thi đua và phong học hàm phó giáo sư vào năm 1978. Phó giáo sư Trương Tùng luôn tâm niệm còn sức khỏe là còn làm việc để có thể tiếp tục động viên nguồn tri thức cho các thế hệ sau. Năm tháng qua đi, mái tóc người thầy cũng đã ngả màu thời gian, nhưng những đóng góp của ông vẫn còn nguyên giá trị
để các thế hệ trẻ hôm nay có thể tiếp bước và tự hào